có rất là nhiều bác hàng ngày ấy, là các bác hay ăn món là vịt quay này, lợn quay, thịt nướng đấy, và có rất là nhiều những món khác để tẩm ướp gia vị. Và các bác có hỏi là Tiến ơi, em có cái cây móc mật nào mà cho ai không, chứ anh trồng cái cây móc mật bé giống nhà em nâu quá thì chưa có cây nào cho ai, em bán cho anh xem nào, để anh lấy lá để anh còn quay vịt anh bán cho khách đấy. Và bên cạnh nhà vườn Vũ Tiến đây, các bác có thể quan sát này, đây là những cái cây móc mật cho ai ở bên nhà vườn Vũ Tiến này, rất là đẹp luôn, rất là khỏe. Đây các bác này, cây cao đúng bằng đầu người luôn. Đây là những cây móc mật cho ai, những cây cho ai như thế này thì nó phát tán ra rồi đấy, các bác về chỉ trồng một thời gian nữa là nó to xòe bóng to ra, chỉ vài tháng nữa là nó to đẹp luôn đấy. Có rất là nhiều bác mua cái cây móc mật ở trên thị trường ấy thì cái lá của nó ấy, nó không thể nào mà thơm đặc sắc được, bởi vì là giống của nó chưa chắc gì đã chuẩn, bởi vì là người ta nói là giống nó phải chuẩn thì nó mới có chất lượng đấy. Cứ không phải là cứ móc mật là chuẩn đâu. Đây các bác có thể quan sát cái móc mật nhà em ấy, cái lá này nó tốt, nó đẹp như thế này cơ mà đấy. Và các bác chỉ cần, nếu mà các bác mà ướp thịt ấy, các bác ướp thịt thì chỉ cần các bác tầm 3 lá thôi đấy. Ví dụ như khoảng các bác hái một cọng như thế này thì các bác có thể ướp được cho đến 3 đến 5 nặng thịt, chỉ một cọng như thế này thôi. Các bác tuốt ra đấy, tuốt ra như thế này, và các bác đập dập giã ra, xong là tẩm ướp vào thịt, ngâm ướp khoảng tầm 30 phút là các bác nướng, rất thơm luôn, phải nói là cực kỳ thơm, đặc biệt là cái mùi móc mật này vào các bác ăn hết cả vài cân thịt một lúc. Đấy, em vừa mới tuốt ra nhá. Vừa mới tuốt ra mà chưa vò gì đâu. Đấy, thì bạn có thể ngửi thấy mùi thơm không? Ui, rất thơm luôn đấy chứ. Đấy, chưa vò luôn. Đấy, lá nó vẫn còn trên tay này, mới tuốt ra thôi. Các bác có thể đến tận vườn em để các bác ngửi thử cái móc mật từ xa thôi, chưa cần phải tuốt ra là các bác đã ngửi đi cái mùi thơm mà các bác đã muốn ăn vịt quay với lợn quay rồi. Đấy, và bây giờ em vò ra nhá. Vò đây. Khi mà các bác nhận hàng nhá, các bác nhận cây này thì các bác vò lá ra trực tiếp, bảo shipper này cho anh vặt thử một hai lá ra để anh vò. Đấy, các bác chỉ cần xé ra như thế này thôi, các bác ngửi thôi, nó đã thơm ngào ngạt lên rồi. Đấy, riêng em ấy là bán cho các bác ấy, các bác nhận cây là các bác kiểm tra luôn, trực tiếp luôn mới thanh toán. Đấy, móc mật xịn, chuẩn móc mật nếp luôn thì mới thanh toán nha các bác nhá. Đây, em vẽ ra này. Đấy, thơm ngào ngạt lên rồi, lá nó thơm phức rồi. Đây, các bác chỉ cần như thế này thôi, các bác ướp có thể là 3 đến 5 nạng thịt rồi. Đấy, còn các bác chỉ cần 2 cọng thôi là các bác ướp cả cân. Còn một con vịt thì các bác có thể là, nếu bác nào mà nhiều khi các bác nhồi, em thấy những cái bác mà quay vịt ấy, các bác nhồi cả một tảng móc mật như thế này vào nhưng mà không thơm, không bao giờ nó ngấm được ra cái chất lượng móc mật nó kém ấy, nó không ngấm được ra ra con vịt. Mấy thứ hai nữa là khi mà các bác mua cái lá móc mật ở ngoài về ấy, để tẩm ướp gia vị cho con vịt nhà mình ấy, thì các bác biết tại sao lá này không thơm không? Bởi vì nó không tươi. Không tươi, nó khô vào thì nó mất cái tinh dầu ở cái trong cái lá này ấy, nó mất đi. Cho nên là nó không còn thơm, cái độ thơm gọi nó cái thơm đặc trưng và cái thơm gọi là thơm ngào ngạt của nó không còn nữa. Đấy, nó sẽ giảm đi. Nên các bác tống rất là nhiều móc mật vào trong cái mình con vịt nhưng mà nó không hiệu quả. Đấy. Thế này, các bác tự trồng một cái cây như thế này thì các bác làm đến đâu các bác hái đến đấy, thì vừa mới hái ra rửa sạch đi rất là tươi thì rất là thơm luôn, bởi vì là cái lá nó tươi, nó còn rất là nhiều tinh dầu nó ở trong cái lá này nó tiết ra, thì chỉ cần vài lá thôi thì nó cũng rất là thơm rồi. Và đặc biệt là tự mình sản xuất ra thì nó sạch, nó không có thuốc sâu, nó không có một cái chất gì cả. Thế nên là các bác, em nghĩ là các bác nên mua cho gia đình mình là 5-10 cây gì đấy để mình sử dụng phục vụ cho gia đình, phục vụ cho hàng xóm, hay là phục vụ bán hàng bán quán thì không nói rồi, thì các bác mua nhiều. Còn các bác nào mà chỉ phục vụ gia đình ấy, mua 5-10 cây, 3 cây, 5-10 cây, các bác trồng những cái cây như thế này, em khẳng định với các bác, quá
quá là đảm bảo luôn, ngày nào các bác cũng có một cái món ăn ngon thơm luôn, đẳng cấp luôn ấy. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì sao nó lại thơm? Thứ nhất là em chưa nói gì đến giống nhá. Giống thì các bác phải mua giống chuẩn rồi, giống xịn rồi. Nhưng mà khi mà các bác mua cân, một cân nám mốc mật ở ngoài chợ nhá, thì em cũng chưa biết là nó bán bao nhiêu tiền một cân nhỉ? Chắc cũng phải tầm 20-30 nghìn gì đấy một cân lá, đúng không? Thì khi người ta hái ở trên cây đấy thì hôm sau người ta mới bán được, thì nó khô, nó sẽ khô đấy, và nó sẽ mất dần cái vị thơm đi, không bao giờ nó thơm được. Từ vừa mới hái ra tuốt ra như thế này đấy, tống vào con vịt luôn, tống vào con vịt và giã ra ướp thịt luôn, thì đương nhiên là nó phải là chuẩn, nó thơm chứ. Nếu mà mình trồng được ra một cái cây như thế này, nó phải chất lượng mà nó phải là khác bọt đi chứ, đúng không? Đấy, đây số lượng nhà em thì cũng không có nhiều đâu. Đây, nó chỉ có khoảng tầm 200 cây choai thôi. Đây nhá các bác, nếu mà gọi cho em nhá, các bác mà gọi cho em ấy thì các bác nhớ là hỏi em là về cây choai nhá, cây choai móc mật nhá, chứ đừng hỏi không là nhà em có cây móc mật không nhá, phải hỏi là nhà em có cây móc mật choai hay không. Để cho em dễ biết nha, nhiều khi là cây giống nó giá nó rẻ hơn, cây choai giá nó cao nha các bác nhá. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Các bác mua thì liên hệ trực tiếp cho em. Cảm ơn tất cả các bác.